Rồi, xin chào tất cả bạn ha. Mình là Tấn Lang Thang đây. Thì hôm nay vô vườn quay lên giao lưu bạn hai cây bông trang. Thì bông trang mình sửa bonsai. Đây mình cũng mới vô dây sau Tết nữa bạn. Đó, mới vô đây cây thì nay mình quay giao lưu hai cây này đi. Các bạn nào có thích trang mà sửa bonsai đó. Rồi hôm bữa thì có mấy cái anh nào hỏi có trang sửa bonsai không á, thì cái này mình quay lên nè, có anh nào có thấy hợp ý thì giao lưu mấy cây này chơi. Thì cây này cũng tương đối là bự nha các bạn. Đây, đi vào cây thứ nhất đi ha. Đây, để quay cho các bạn coi cái tổng form của nó nè. Đó, cây củ đế đẹp. Phân mâm hết trơn rồi, tai mâm rồi nè, mình có bắt phân tai mâm nữa bạn. Thì nuôi cái này nó lên lá mới nè, là nó dày kín mâm, từ mâm hết. Đó, đẹp cực kỳ nha bạn. Này mà nó lên mâm dày mà nó lên bông thì thôi full luôn. Đó. Đây. Đi vào mình cho bạn xem cái củ đế ha. Cây này hai cây này củ đế quái không à. Càng cua được nhất. Đây. Đó. Củ đế đẹp nha. Cái hoành này hồi nãy mình có đo là 14 nha các bạn. Đó, một cốt hai thân lên nè, chi mâm là bắt sữa hết trơn nữa, đây một mâm nè, đó, tay chi mâm là sữa rõ ràng hết ha, cái này thích hợp anh em về lên cái chậu đẹp nữa thì thôi, cái hõm bông nó phun bông hết trơn nè, trên đỏ nó nhỏ nha, đó, cái hõm là nó phun cái hết trơn, mình vô dây mình sửa lại á, đó, từ mâm từ tán hết trơn, trên video thì quay nó, nhìn không có hết cái độ đẹp của cây đó bạn. Chung cây bắt mâm gì bạn nào biết chơi thì cũng mừng tượng được ha. Chung chơi cạn mâm thôi. Đây. Thì để mình quay qua cây kia ha. Cây này để cho bạn xem mở vàng xương tại nó nè. Ở vườn này thì mình làm bông trang không bạn ơi. Đó. Bữa hỏi mình có quay cây trang khủng đó. Hôm nay mình đang ghép hai bo vô nè. Cái nào nó có kết quả rồi mình quay lại cái cây trang khủng đó cho bạn xem ha. Đây, cây này cũng vậy, hai cây này vô cặp á bạn ơi. Đó, đây để cho bạn coi vàng đế nó nè. Đó, cực kỳ không. Đó, đế đấm nè. Rễ bệnh một nồi nữa nè bạn. Thì cây này nó cũng một cốt hai thân. Cái tổng hoành chỗ này là nó tới 22 nha bạn. Còn một thân này là 12. Này là hoành chính nè. Đó, thì cũng phân tay mâm hay gì nè. Đó, các bạn xem nhỏ ha. Thì các bạn cũng thấy nó vô mà chi xương kiểu này thì cũng cực lắm. Một mình vô một cái bông trang này là một ngày, hơn một ngày là làm được một cây thôi bạn. Chắc một ngày rưỡi. Đó. Không đỏ thì đỏ đậm luôn, đẹp lắm. Đó, phân từ tay, từ chi mâm hết trơn ha. Này thì các bạn về chỉ việc chơi thôi. Vàng xương này giờ mình bắt hết trơn rồi. Nó này ra tàn mà phân mâm mà nó thứ tự gì là đẹp lắm nha các bạn. Thì trong vườn mình á thì mình sửa cũng được một vài cây à. Đó, thì cái cặp bông trang này á, cặp bông trang đỏ này thì mình giao lưu với bạn là giá là 3 triệu một cây. Mình giao lưu một cặp mình mới giao lưu nha các bạn. Nếu các bạn nào ở gần thì ở gần gần mà tiện cho mình ship á thì mình có thể là mình nới cái giá xuống một chút, coi như giảm cái tiền phí ship thôi. Chứ còn nếu mà bao ship hết hai cây này á thì giá nó cũng cao nha các bạn, với lại đóng thùng á. Nếu mà cái cây này đi, một là đóng thùng gỗ, hai là phải ship bằng cái đóng cái khung sắt đi nha các bạn. Bởi vì cái chi phí nó hơi cao. Đó, đây mình quay lại cho bạn coi đi. Cái tán ngang, nãy giờ mình chưa có báo cái tán ngang ha. Tán ngang của hai cây này nó tầm 1 mét. Đó, từ
cao của nó cũng là tầm 1 mét luôn nha bạn. Nãy mình có đo trước rồi, tại mình quay có một mình à. Nên mình đo trước không có đo trực tiếp cho bạn xem được ha. Còn bạn nào có thích những loại trang khác thì bây giờ ở vườn mình còn nè, nó tím sen nữa bạn nha. Những cây trang vàng bự nè, bự nhỏ gì cũng còn nhiều lắm, hàng thuần chậu chứ nè. Đây ha, như những cái trang vàng này, những cây bự là bên vườn mình còn được một cặp, bên đó một cây vàng bự đó, đây một cây vàng bự, đây một cây, với phía đằng kia là mình còn được 4 cây trang vàng lớn, gốc đế cũng mười mấy hết rồi. Cái này hoành có 15 nè đó. Thì bạn nào có thích chơi cái loại nào thì cứ liên hệ mình, tại vì bên vườn cây thần chậu mình còn cũng nhiều lắm đó. Thế đằng đó là mình còn một cây nguyễn hồng, nguyễn hồng vô dây chỉnh sửa hết rồi nữa đó. Trong vườn thì đây nè, trang đỏ thì còn còn có vài cây à đó. Còn tím sen nè, hàng tím sen giống như là trước Tết mình bán nè, tím sen cũng còn được khá nha bạn. Tím sen mình còn nhiều, cây nó đang rộ bông nè. Những cây này trước Tết nó không rộ bông á, mình Tết mình chưa có bán nè, đủ nếp đủ hết trời luôn đó. Thì hồi sẵn ở đây mình quay vòng vòng mà mấy cái cây tím sen này thì nó nhỏ nè, mình nó cả chừng mình 8 rồi các bạn, nó nhỏ nhỏ nhưng mà bộ tàn nó đẹp, tàn kính mít rồi các bạn. Tím sen nè, còn những cây đây có vàng có tím sen luôn nè, giá cũng vài trăm một cây à. Đây cái vàng nè, nó vài trăm cao cây. Bạn nào có thích chơi cái gì đó thì cứ liên hệ mình chụp chi tiết cho, tùy cây tùy giá thôi các bạn. Tím sen đang nuôi tàn tròn tròn nè, nó trang vàng đó. Thì bên vườn mình cũng còn khá khá là nhiều nha các bạn đó. Ở đây mình nuôi có nuôi một ít bonsai nè đó, cây nuôi không à. Còn những cái cây trang ở bên vườn thì hiện giờ là nó thuần chậu hết rồi nha các bạn đó. Có thời gian này nó gịch thấy ghê luôn, nó toàn thông mà nó chà bá luôn đó. Mình thuần chậu tại thời gian trước bứng rồi, nó rớt lá chân thôi, nó đang thật ra nè. Hồng phấn mình cũng còn một ít hồng phấn nè, hồng phấn cây già không nữa bạn, hồng phấn xưa đây nó rộ bông vậy đó bạn. Đây cây vàng này đang phật bông luôn rồi. Rồi thì bạn nào có thích cái trang nào đó thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình ha. Rồi cảm ơn tất cả bạn đã xem cái video của mình hôm nay. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn nha.